Xin chào tất cả các bạn, trở lại với kênh Hiếu Excavator. Ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn cái cách mà để hạ 50 tấn xi măng từ trên chiếc xe ô tô siêu to khổng lồ này xuống các bạn nhé. Nó lởn vởn không may nó lùi vào mình không để ý. Chiều mát rồi mới cho nha. Yeah. Này nắng ghê nhỉ. Này nắng kinh. Xe này chở đến 50 tấn xi các bạn nhé. Đó là một chiếc xe kéo rơ móc rất là dài. Cái phương pháp để kéo những cái bao xi măng hơn một tấn hai này một lần cẩu, đó là khi thút dây một lần rồi nhả xong lại mồi lại này, kéo lên mồi nền đế 3 thì mới nhấc được nó lên các bạn nhé. Sau khi mồi thì dây nó sẽ giãn dài nha các bạn nhé. Mồi thì dây nó giãn dài ra và bây giờ tiếp tục là tiếp một lần nữa.
vừa rồi mình đã review cho bạn cách mà để xuống cái xe xi măng này, rất đơn giản vậy thôi. Và cái quy trình nó chỉ có như vậy, lặp đi lặp lại. Và rồi hết cái xe xi măng thì thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thanks for watching my video, please subscribe my channel. Thanks so much.